Dạ chào cả nhà. Hôm nay mình mới đi chợ về, mình nấu bún bò mình để đãi cả nhà nha. Bây giờ mình trụng nước. Nấu nước sôi sẵn, bây giờ mình trụng thịt bò. Cho nó mau cả nhà. Nước sôi cái mình trụng sơ cái à. Để lâu quá cái nó hết chất ngọt. Trụng cho nấu nước nó trong. Nước sôi gì mình cho thịt bò vô. Mấy cục này nạc mềm mình để nguyên cục nha cả nhà. Mình trộn trộn mình vớt ra liền. Ủa cái đó mình để nguyên cục đó là lát em sắt ra hay gì? Lát em sắt ra. À tới chân em sắt ra đúng không? Rồi mình tắt lửa lên vớt ra liền. Mình trụng cho nó săn ra. Nó săn nước đục này nè, nó ra nè. Ừ, quá trời luôn rồi. Hồi nấu nước súp nó ngon, nó trong. Cái này mình muốn trụng thì trụng, không trụng thôi cũng được. Mình muốn trụng. Rồi xong. Để cho nó ráo cái mình ớt. Thịt bò mình vớt ra mình để nãy giờ nó cũng ráo nước rồi. Mình cho vô thau mình trộn. Trộn cái này gia vị gồm có là cả nhà ơi. Gia vị gồm có là sả, khóm, đây là sả băm, nước mắm, củ hành tím, tỏi, đường, cà no, ít bột ngọt với tiêu, đây là ớt băm. Rồi giờ mình cho vô thôi. Cho ít sả thôi, hồi chừa lại phi cho nó ngon. Nước mắm. Cà no. Nhìn thấy gia vị mà chỉ lát à, nói lát anh còn không nhớ luôn. Rồi, tiêu với bột ngọt chơi cho luôn. Đường. Ít tỏi. Ít củ hành. Rồi, dầm trộn lên. Hôm nay là no nê luôn đó cả nhà. Lâu lâu mình đãi cả nhà món ngon. Rồi trộn xong rồi. Giờ để nửa tiếng này. Anh đi chặt dừa giùm em đi anh. Rồi. Hồi nãy mình quên thắng dầu điều nữa cả nhà. Sao lúc này hay quên quá. Giờ mình cho vô sao đi. Ướp cho thịt nó đẹp. Cho 2 muỗng. Nóng rồi anh chế rồi, chế thêm muỗng nữa. Làm quên đầu quên đuôi á. Già rồi. Cái nồi nóng bây giờ mình cho dầu vô. Nồi nước dừa mới vừa chặt xong rồi cả nhà. Mình lược sẵn rồi nè, con xả mình chặt á. Rồi dầu nóng mình cho tỏi vô đây luôn. Của hành tím. Sả. Ớt. Sả với tỏi thơm à. Thịt mình để nãy giờ cũng thấm rồi cả nhà. Giờ cho vô luôn.
Em mới xào tí mà lên màu đẹp ghê luôn. À, giờ nó thấm mình cho nước dừa vô. Dừa mình lượt rồi, lấy cái này ra đi. Cái nồi này là hấp dẫn lắm luôn ạ. Nước dừa không nó ngọt ơi là ngọt rồi đó. Mình nấu bún bò, nấu răng gì nó ngon. Vừa mềm vừa dai dai. Rồi mình cho khóm với xả vô luôn. Cho nửa trái khóm thôi. Còn nửa trái anh bỏ tủ lạnh có ăn gì ăn. Cái này vừa gân vừa nạc, có ai muốn thích gì ăn cái đó. Ngon anh. Chứ mình nấu nạc không nó không ngon. Mình nấu một lúc rồi nó mềm ngon quá cả nhà ơi. Giờ mình cho miếng dầu điều này vô nè. Nãy chừng chừng miếng nè. Cho vô hết luôn. Cho củ hành trắng vô đây. Cho ngò vô đây luôn. Quá thơm mà sao thôi à. Giờ mình vớt miếng bọt này nữa, cái mình tắt lửa. Ồ, cái này ăn vô một cái là ngon lắm ai nha. Còn gì bằng nữa. Mình tự nấu tự khen luôn cả nhà. À giờ mình tắt lửa đi. Nghe cô nói nó quen quen. Quá hấp dẫn. Bây giờ mình nút lên. Rồi múc thêm tô nữa, mình không bỏ rau. Quá chừng ngon, quá chừng ngon luôn. Rồi mình cho miếng ngò gai vô đây. Ít nước thì thêm miếng nước đi. Rồi giờ mình bưng lên mời cả nhà nha. Mình nấu bún bò chín thì giờ mình mời cả nhà ăn với gia đình mình nha. Quá trời ngon luôn cả nhà. Mình chúc cả nhà ngon miệng. Bye bye cả nhà.